Xin lỗi nhiều lắm. Nói chung là những cái tình huống này nó Linh thấy là nó tiếc hơn cho phía của Team Secret đó. Tại vì họ đã có chuẩn bị rất là tốt. Họ có một tinh thần tốt, họ có một sự khởi động rất tốt luôn. À, đi landing đồ các thứ, ban bức tốt, tất cả mọi thứ ở thời điểm đầu đều rất tốt. Họ lại không thắng. Lộ hai con tướng ở phase 1 của mình, hai con tướng đánh vào tranh tổng luôn với Jay với lại Maokai ha. Thì bên phía của team Secret họ cũng có phương án đáp trả ngập tức luôn. Cái này tôi Linh nghĩ là bên phía của Secret họ chuẩn bị sẵn luôn rồi đó, để mà bước vô với những cái sự lựa chọn của phía team Gam luôn. Nói chung là team Secret ban bích ok la quá, mọi thứ rồi ok. Con Irene này sẽ đánh cặp cùng với lại con Jay ha, đối đầu với lại con Jay. Mà thường là bây giờ con Jay ở đường giữa chứ con Jay nó không đẩy lên đường trên được, nhưng mà bởi vì con Irene này nó có con Sejuani nên cái cặp 2-2 này nó trở nên mạnh. Chứ mà con Irene một mình ở đường giữa thì nó không thực sự là quá mạnh. Nhưng mà thứ nhất là đối đầu với lại Jay, thứ hai nữa là nó đánh với lại con Sejuani. Cái cặp đấu sĩ này BK với nhau rất là mạnh á. Nên ok, đánh được thoải mái chứ không phải là dở. Họ vẫn sẽ có áp lực mid rừng á. Mình thấy ok, ban mid hay luôn á chứ dở đâu mà dở. Kiểu dạng mình có cái sự chuẩn bị nó theo cái hướng mà ở bên phía của team Secret nhắm tới, kiểu như kể cả cái lượt chọn phase 2 cũng rất là ngon của phía team Secret luôn. Kiểu như bây giờ cả hai bên đều đang xác định là đánh cái đội hình team fight hỗ trợ bị cấm hết. Lúc này con Leona đang là con tướng ngon nhất. Thôi phía bên kia chỉ biết Rheta class thôi đây để chống thôi. Nhưng mà bởi vì Rheta class đó, nên mọi người sẽ hình dung là cái đội hình nó có những cái chiêu thức trên diện rộng á, nhưng mà nó đánh theo một cái thiên hướng là nó sẽ hơi bị động một chút, chứ nó không thật sự chủ động như là cái đội hình này của phía Team Secret. Nói chung là Team Secret bàn bích ở trong lấy ngày 10 điểm, mình thấy là như vậy. Bàn bích rất ok. Ragat đánh kèo tốt với lại Zac, xong rồi Sejuani, Ire đánh bộ đôi mid rừng BK lấy lợi thế cấp độ đầu. Tất nhiên thì nó sẽ bị bất lợi ở trong những cái tình huống kiểm soát những cái mục tiêu khác bởi vì cái sức mạnh đến từ Maokai. Nhưng mà dù sao thì họ cũng đã có được cái ý đồ ở trong những cấp độ đầu tiên, họ khá là ổn luôn. Tập boss thì có con tướng mở, Seiya cũng ok. Đội hình của phía Team Secret Linh nghĩ là ngon hơn bên phía của Gam ấy. Ngon hơn bên phía của Gam anh này. Chúng ta cùng đầu tất cả hai đội. Như anh Trung nói, tinh thần họ cũng đã kéo lại ván đấu vừa rồi bằng một thắng lợi ngang tiền. Của họ đều có làm choáng hoặc là giữ chân. Ván này thì Giza lấy cái nhịp độ chết người đi lên không lại ha. Lấy cái quyền năng còn chay chay được. Lấy cái nhịp độ chết người đi lên không lại. Có một tình huống xâm lăng rừng sớm tới từ bên và quyết định đến từ Kia có lẽ sẽ là vòng rừng từ khu vực cánh dưới cánh nhà mình và sẽ là Hasmet sẽ không ngại rách của Kia. Ở ván thi đấu trước thì chúng ta thấy kèo này rồi, Hasmet đánh cực kỳ tốt. Kia Gia đang muốn đi kiếm xem rừng đó phương án ở đâu. Nó tương tự như cái ván rắc và thêm cả là con Ragat ở khu vực đường trên ở cái ván thi đấu thứ ba, thứ hai. Thì cơ bản là bên sao mất cắm mắt sớm ta. Cái tướng đi rừng đó phương khởi đầu ở đâu để cái đường cánh ngược lại đánh như thế nào. Tại vì đường dưới bây giờ nếu như Slayer và Lan không biết được đối phương đang khởi đầu ở đâu thì nếu như kết hợp giữa Leona và hy sinh một khu vực đường dưới là cực kỳ khỏe dành cho phía Team Secret. Cho nên Gam cũng muốn biết được đối phương này nhưng anh ta đang sẵn sàng di chuyển được. Là con trong cái đó ở khu vực dài, trong cái đó Taki thì gặp một số vấn đề với con Leona với cái xạ tay ngắn của nó. Cho nên chắc chắn là cấp độ 2 cô hiện tại đang làm gì và anh ta đồng ý rằng đây là một kẻ muốn tấn công nhận một hit đánh từ trụ. Ván này thì Kia quyết định đổi ngọc, anh ta đổi thành một con Jack nhịp độ chết người, không còn là Jack quyền năng bất diệt nữa. Anh ta hướng đến giai đoạn về sau cũng phải đấu đánh đường dài nhiều hơn là những tình huống trao đổi giai đoạn đầu. Ra gắt anh với lại Jack khỏe ha, thoải mái luôn á chứ. Anh kiểu chơi chơi hồi thoải mái, kiểu dạng cái bộ kỹ năng đó nè. Ê, pha này Hero Boy One Jam Ire hả? Á không, pha đâm quy vô lính giấu E1 xong rồi E2 chơi game mát, biết chơi rare. Và Hero Fire dành ta không còn quy nữa. Chỉ nếu còn quy tự nhiên anh ta đâm cả người vào đó. Đứng dưới có nhau thì phải 2-2. Và lên mất từ đó là gì? Mỗi đi rút lòng về khá thành công. Đang trong tình huống sử dụng thiếu đốt và Taki sẽ... Này BK22 thắng cho Team Secret luôn đó chứ. Slider với lại Ballet Onin không thành công.
Hai sát. Boss thắng. Boss thắng biết thắng tốt thắng. Vô cái vấn đề được giải quyết luôn rồi á. BK22 boss thắng luôn. Boss thắng biết thắng như thế này thì cái câu chuyện nó sẽ trở thành cái gì anh em? Về nhà luôn cái giày cuồng nộ. Spam đồ các thứ. Rồi cái khúc này nó sẽ trở thành cái thế như thế nào? Kiểu như bây giờ rừng cũng thắng luôn nè, rừng cũng đang có cái nhịp mà farm lính tốt hơn nè. Kiểu như á, ví dụ như là trong những cái tình huống như thế này nè, ví dụ như pha này luôn ha, của Kian á, về nhà đúng không, xài tiền rồi đúng không, farm nửa vòng rừng dưới rồi, ok bây giờ cứ bắt đầu cái vòng rừng ở cánh trên thôi, farm xuống, farm từ trên farm xuống, xong rồi lúc đó bắt đầu set cái quay ở cặp bot, cặp bot đẩy xong cái quay này vô chờ cho đối phương đẩy ngược trở lại, hoặc là mình tích một quay rưỡi để làm gì, để ăn con rồng nguyên tố chứ làm gì anh em. Nó là cái nhịp thăm minh á, ăn mục tiêu á, chứ đâu có cần phải găng liên tiếp như thế này đâu. Levi thì đang thọt nè, Levi tại pha đó phải cover cho cặp bot nên đang hơi thọt. Găng vẫn thành công. Má nó găng vẫn thành công, mình đéo nói được anh em. Kiểu dạng nó găng vẫn thành công. Găng vẫn thành công, vẫn ăn được con rồng. Không nói được. Cay thật sự. Nhưng mà nếu mà đánh macro thì đánh theo cái nhịp á, đánh theo cái nhịp mà kiểu dạng kiểm soát cái thế trận á, thì sẽ đánh theo cái kiểu mà Linh nói á, là ok bây giờ rừng cứ lên farm cái nửa vòng rừng trên xong rồi xuống dưới boss tích cái quay, thời điểm đó là khoảng chừng 5 phút 30 giây hoặc là hơn xíu xíu 5 phút 40 giây là lúc đó là cái thời điểm mà ăn rồng. Mid thì cũng sẽ có áp lực đến từ con Sejuani, giữ được cái thế đó. Nó sẽ trở về cái thế mà ăn từng cái mục tiêu quá nè. Rồng 1 ăn trước phút thứ 6, xong rồi đánh farm farm chiêu chiêu để cái quay lính ở 6 phút 30 giây. Là lúc đó là bắt đầu tích thêm cái quay to dành cho cặp bot. Xong tích xong quay đó 6 phút 30 giây tới 7 phút 30 giây là cái thời điểm mà cặp bot bắt đầu di chuyển lên cánh trên kiểm soát sứ giả. Nó là cái nhịp kiểm soát luôn á. Nào ok, bắt đầu khúc này nên tích lính nè. Khúc này đang là cái khúc mà nên bắt đầu tích lính nè. Mình để coi có tích được không đây. Rồi, tích xong khúc này nên bung nè. Khúc này thì nên bung chiêu nè. Khúc này bắt đầu bung 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 các thứ để di chuyển. À, tích luôn quay này cũng được. Để coi quyết định là nó... Trời ơi, rừng lại về. Tóc đang bị đẩy. Rừng lại về để coi kiểm đi đâu. Ừ, rừng về sai tiền chạy lên trên. Bot cũng đang di chuyển chạy lên trên luôn. Đã có quyền lực thiên nhiên, khả năng tấn công của Levi đang được nâng cấp lên một tốc độ tương đối là cao rồi. Nó đang hơi bị trễ cái nhịp khởi động con sứ giả. Thường là con sứ giả xuất hiện là rừng á, nó phải xuất hiện ở trên liền để nó khởi động liền, lúc đó là nó đồng nhịp với lại cái cặp bot. Mà cái khúc này thì SD nên chạy ra cùng với lại Taki á, chạy ra giữa luôn. Tại vì nếu mà chạy ra giữa mà có biến số á, KT mà lỗi á, mở bục KT luôn, hoặc là ép được spell của KT luôn, chạy ra giữa đây. Lúc đó chạy ra giữa thì cái đợt lính nó chưa đẩy vào trong trụ đâu. Ok. 3-0. Vừa ngang được sứ giả. Là có tình huống gỡ ngược lại nhưng vẫn là thành công rất lớn ở khu vườn trên. Okay, thì sao nhỉ? Mới làm gì nhỉ?
Ahmed phán pha này bị solo kill hả? Gì kỳ vậy? Kỳ vậy ta? May mà Levi lên kịp chứ nếu không thì tôi nghĩ kia có thể gặp nguy hiểm về mặt tính mạng với tình huống đẩy thùng rượu đổ đối phương vào trong trụ của tự nhiên bị chết mấy pha nhỉ, sàm sàm nhé. Rồi ok, nhưng mà bây giờ vẫn có lợi thế á, rừng hơn quá trời, xạ thủ hơn quá trời, mid cũng đang chủ động. Cái này ép được spell, dứt điểm luôn, thậm chí dứt điểm luôn. Ok. Nhưng mà mất hai chiêu cuối. Mất hai chiêu cuối thì đủ lực ăn rồng không? Không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ không có cây tim thì làm gì ở đây giờ? Rất khó. Gang đang đứng. Còn trong đá không có vấn đề gì cả. Nhưng vẫn còn đó là cái lượng khung đường dựa. Nãy tóc đứng được của Katy. Nhưng họ đã mất hai công. Mất hai chiêu cuối anh em. Nên chưa biết là có đủ lực ăn rồng được không. Không đủ lực ăn rồng bị kẹp luôn rồi. Trời ơi. Cái này nếu không đủ lực ăn rồng thì nên bỏ luôn ha. Hoặc là tại vì kiểu như là không có đủ mạnh để kẹp á. Tại khúc này đang hết chiêu cuối rồi. Nên không có CC được đồng đội á, không có CC được đối phương á. Nên chắc chắn là bên phía của Gam họ sẽ có gây đam được á. Xong Hamed dịch chuyển cái lỗ luôn. Rồi chết luôn. Ồ. Oh. Nên những cái tình huống này mình thấy có khá là nhiều lợi thế rồi, nhưng mà nó bị lệch cái nhịp kiểm soát những cái mục tiêu á. Hero chết hai lần. Con Ire thì đi đường với lại Sejuni, bắt cặp cùng với lại Sejuni đi hai giao tranh 2-2 ok. Nhưng mà nó giao tranh tổng thì nó không có áp lực nhiều quá anh em. Nó hơi khó giao tranh tổng á. Tự nhiên ba rồng vừa rồi nó khiến cho hai đường đơn của phía team Secret bị yếu hẳn. Hamed cũng đang yếu hẳn rồi. Xong rồi con Zac tự nhiên có thêm sát. Hero cũng yếu hơn, mất áp lực nhiều á. Mà trước đó họ đã có rất nhiều những cái lợi thế rồi chứ. Mất rồng hai phí nữa. Sĩ giả một cũng cái nhịp thật ra nó không đẹp đâu. Ồ, pha này bô la băng chúng là chết ha. Cái series BO5 này thì team Secret có những cái tình huống mà đứng rình rình hay. Nói chung là Kian có mấy pha mà đứng rình rình phản công áp lực đồ các thứ hay. Về hero múa ác vậy. Múa. Rồi flash. Đâm quy chạy thẳng tới. Ô đúp kịp luôn à hay. Vậy được không? Trời ơi, ba led nó có con rồng gió. Cái map nó có rồng gió. Xui cho hero. Trời ơi, đơ có thêm mạng nữa. Kai'Sa 03 giờ 33. Rồi xong hai đường đơn đang thua con Zac nữa. Con Zac bây giờ tự nhiên khỏe. Trời ơi, ván này uổng vậy. Ván này bên phía của Secret đã có rất nhiều những cái lợi thế luôn rồi. Cái pha mà đua kill đường dưới hai sát là đáng lý ra là đánh theo nhịp là end game luôn rồi, đánh theo mục tiêu á là ok lắm luôn rồi á. Giờ khó rồi. Giờ kiểu như đội hình của họ, tại vì phía bên kia con rắc nó khỏe, Kai'Sa cũng khỏe rồi á. Mà bây giờ team Secret BK thì sao? Nếu mà BK thì
kiểu cũng đang hơi khó đó anh em. BK chắc phải BK hai nhịp, tại BK một nhịp nhiều khi không giết được á. Đối phương sẽ có những cái chiêu cuối R của Maokai, R của con Reta, nó phản ngược trở lại á. Không biết nữa, không biết phải không biết có kịp BK hai nhịp không, tại vì mấy con tướng này nó hơi Onin á. Ire, Leona, Sejuni mở nó hơi một nhịp á. KT thấp máu rồi, bên kia BK rồi. Dù 4 được không? Levi bắt buộc phải rờ cản. Nó kiểu là như vậy anh em. Kiểu là mấy chiêu cuối Maokai với lại Reta Class nó sẽ cản một nhịp á. Pha này mất hết spell rồi. Pha này hai bên mất hết spell rồi. Đổi 1-1. Nhưng đó vẫn là pha mà đổi ngang đến từ bên phía của Gam, khi họ thấy đánh thua người sau đối phương. Một pha đánh lùi tốt đến từ Gam khi cuối cũng quá nhiều đi, họ di chuyển ra khu vực hang giả của mình, giả thứ hai của đầu. Ăn được sứ giả nhưng mà kiểu dạng cũng không thơm lắm. Sứ giả này đẹp nhất là nên rải ra đường giữa, đừng rải lên đường trên nha ông nội. Tôi đang thấy là ông Seju, trời ơi, ông đẩy đường giữa đi. Tự nhiên ông cầm sứ giả chạy lên đường trên, trong khi đó cái trụ đường giữa rất là quan trọng. Mà cái đội hình này lại là cái đội hình mà kiểu như là bọc bọc nữa anh em. Kiểu đội hình mà có con Ire, chủ yếu là con Ire nó bọc bọc nữa. Xong rồi fan này có sứ giả xong đẩy lên đường trên vậy. Mà cái trụ đường giữa là con sứ giả nó hút một cái rồi, sứ giả một rồi. Kiểu lấy được cái trụ đường giữa này sớm á thì nó sẽ có nhiều góc vào á, thì cái hướng R của Maokai với lại cái hướng R của con của Ballet á là mình có thể mình né được. Mở ra đường giữa nó chú bơ hơn rất nhiều luôn. Mở đường trên. Kỳ cục. Nên những cái quyết định này nó không thơm ha. Những cái quyết định của phía team Secret mình đang thấy nó không thơm á. Giờ thật ra đội hình của họ Seiya thì nhìn nó xanh á, nhưng mà Seiya nhìn nó xanh á, nhưng mà bây giờ muốn giao tranh tổng thì phải có góc cho Nire nó vô thì mới ngon. Còn không thì nó sẽ trở về cái hướng là đỏ đam á nè, đỏ sát thương á. Bên phía của Gam thì đang có con Zack này khá là ok. Zack bây giờ đi với lại Nire, à Zack đi với lại Nire thì chưa lại ha. Tại vì Kiya lên cái đồng hồ, chứ không có phải là lên cái món sát thương thứ hai. Cái khúc này thì nếu mà lên cái món hai là món gì? Món hai là cái món gì đó, rìu đen, thì là đi lại được với lại con Ire và thắng luôn con Ragat. Khúc này thì đang thắng được Ragat rồi nè, nhưng mà bởi vì đang hướng tới cái đồng hồ để giao tranh tổng á. Tại vì con Zack nó sẽ có cái combo á là bạn Wiyo, bạn E bạn câu đam, hoặc là bạn E xong bạn Wiyo làm choáng hai cái hướng đó ha. Xong rồi khi mà bạn hết E rồi á thì bạn nhấn cái đồng hồ bạn câu thêm thời gian nữa. Lúc mà hết đồng hồ thì bạn sẽ có lại E, rồi tiếp tục bạn câu kéo. Là coi như vô giao tranh thì bạn có thể câu được rất nhiều thời gian. Thì chủ yếu là hướng tới giao tranh à. Lên cái đồng hồ kiểu đó hướng tới giao tranh à. Đầu ván này phụ thuộc vào FP rất nhiều. Vô combat, BK. Và đáng lý ra có rất nhiều lợi thế rồi đó chứ. Và fan nhiều pha nên em sẽ thấy mặc dù bên phía của team Secret chênh lệch 1000 tiền nha, nhưng mà họ không ngon hơn so với bên phía của Gam á, kiểu không ngon hơn á em, bằng hoặc là thua chứ không có nhiều điểm nhỉnh hơn á. Để gọi là để tìm ra một cái điểm mà
mình có thể mình gọi là bên phía của team Chitrit ok hơn đi ha, thì có thể kể tới xạ thủ của Seiya, sát thương đầu ra của Seiya thì nếu mà được cover tốt á thì có thể là cái điểm tựa. Còn tổng thể về mặt đội hình không thơm. Rồi alpha này bị mở. Rồi rồi xong. Sao đánh láo quá vậy? Trời. Hai thằng đường đơn thì đang ở dưới boss, thằng rừng thì đang ở trong blue, có hoa soi sáng luôn, có hoa soi sáng thấy rừng nó đây luôn, thấy con rắc luôn. Hai đánh bốn hả, hai đánh năm hả, hai đánh ba, hai đánh bốn hả, chỗ này hai đánh ba cũng đã đánh không lại rồi, thấy con mau cai là lo chạy rồi. Sao vậy? Sao lại đánh pha đó vậy? Này mất Baron luôn rồi. Trong pha tấn công vừa rồi, thậm chí KT tốc biến lên tiếp cận mọi người của SD để chắc chắn 100% rằng anh ta sẽ phải bị hạ gục. Đấy là pha đứng trên mắt của đối phương. Trời ơi, pha này Leona e chúng chắc chết luôn á. Cả hai bên đều có mắt kiểm soát. Là chết thêm Leona nữa rồi anh em. Dây đâu có thèm dịch chuyển đâu, chạy thẳng ra luôn. À, trước đó như KT đang ở bãi chim mà. Xong Hamed dịch chuyển. Lỏ luôn. Pha đó không hiểu sao đánh. Kiểu như là mấy thằng đường đơn của mình nó đâu gần đâu, rừng của mình cũng không gần. À ván năm không còn tỉnh táo hả, ván năm không còn tỉnh táo để mà đánh nữa hả, vậy thì chết rồi. Nói vậy thì cũng hợp lý, tính ra nói vậy thì cũng hợp lý. Chết Levi rồi. Đúng, mình phải tính vô cái câu chuyện là ván 5 bắt đầu mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Nhưng mà lỗi thì vẫn lỗi. Bây giờ cái gì hả? Cái gì hết không? Cũng ha. Thế ra ván này thì cá nhân Linh thấy thì bên phía của Team Secret họ làm rất là tốt trong giai đoạn cấm và chọn. Gam phải tới tận ván 4 Linh mới nghĩ là làm ok, là kiểu như là hướng tới một cái đội hình giao tranh tổng ok. Thì Gam tới tận ván 4, trước đó Team Secret đã làm quá tốt ở trong cấm và chọn luôn á, mọi thứ rất là tốt, ok la, đánh tốt hơn so với những gì mà Linh có thể nghĩ á. Tại vì ở trong những cái cặp trận BO5 trước á, Team Secret thường là những cái team khác như là Well với lại CBS họ lỗi nhiều á, mà trong giai đoạn đó thì thậm chí là khi mà đối đầu với lại những cái team đó thì Team Secret không có win lane nhiều á nên. Mà trong cái ván thi đấu này thì Team Secret đánh Lenin khá là ok. Lenin nhiều lợi thế. BK rồi có những cái pha mà đứng nứt bụi bụi bất ngờ nữa. Cũng hay. Nhưng mà đúng là những cái câu chuyện về... Thứ nhất là họ không có... Một phần đó là bởi vì VSET mình nó... Không có tập trung vào cái việc mà setup đánh xoay quanh những cái mục tiêu khi mà mình đã có lợi thế. Nên những cái tình huống như là vừa rồi anh em thấy là rồng 1, rồng 1 anh thăm minh ok không? Rồng 1 thì pha đó là Kian di chuyển đột biến xuống cánh dưới đúng không? Găng thêm pha nữa. Nhưng mà mình có thể là mình đã thăm minh được con rồng 1 rồi. Với cái lợi thế đua kill ở dưới bot. Lúc đó là mình sẽ đánh theo cái thăm minh mục tiêu. Rồng 1, xí giả 1 như là cũng trễ 30 giây. Nên nghĩ là như vậy. Rồi rồng 2 cũng không có cái thế để thăm minh.
Tại vì lúc đó là đang bắt KT ở đường giữa, xong rồi lại không buông bỏ mục tiêu, xong rồi chết cái pha rồng 2. Lúc đó là đang hết spell của hết chiêu cuối của Kian với lại Taki rồi mà lại có ý định kẹp. Nói chung họ không có luyện theo cái hướng đó nên vô đánh giải họ nhiều khi là họ đánh theo một phần nào đó bản năng anh, và theo tình huống chứ không có đánh theo mục tiêu. Mình không đánh theo mục tiêu. Nên uổng đó chứ. Mình thấy ban bích tốt quá trời. Lenin cũng hay nữa. Do mấy cái đó chắc cũng không có tập luyện thường xuyên nên không phản ứng được xử lý được. Thua đánh tới khúc rồng 2 là thấy thua rồi anh em ơi. Ván này Gam thắng luôn rồi ha. Đây, khúc này bên phía của Gam là ok. Mikasa 03 giờ thành 73. Trời, cái trụ đường giữa nó. Cái trụ này đáng lý ra là 17 phút là đã mất rồi. 15, 16, 17 phút là đã mất rồi. Giờ trụ này hai mấy phút endgame còn đến lỗi nhiều lắm. Nói chung là những cái tình huống này nó Linh thấy là nó tiếc hơn cho phía của team Secret đó. Tại vì họ đã có chuẩn bị rất là tốt, họ có một tinh thần tốt, họ có một sự khởi động rất tốt luôn ha. Đi landing đồ các thứ ban bức tốt, tất cả mọi thứ ở thời điểm đầu đều rất tốt mà họ lại không thắng. Trời ơi. Trời ơi. Rồi nên ván năm này mình thấy đang hơi tốt à, hơi tiếc cho bên phía của Team Secret. Còn bên phía của Gam thì có một vài những tình huống mà mình cũng thấy là họ vững vàng đi chung kết thế giới. Đờ khóc. Đờ lần đầu tiên được ra quốc tế. Xin được chúc mừng Gam cũng như là Đờ Ballet, Kia, cái Ti, Levi. Là một trong những thế lực quá mạnh mẽ của VCS và Slider lần đầu tiên anh ta đi chung kết rồi. Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Slider. Một cái ván đấu và bạn bị đối phương đưa kia ở khu vực đường dưới. Ê, tính ra cái cái Ti đi quốc tế rồi, quên. Cái Ti đi quốc tế. Tốt những sai lầm của đối phương để có cho mình liên tiếp 7 điểm hạ gục. Ok, được này được ra thế giới rồi. Chướng. Buông tay thôi. Dạ ha. Nhưng mà đúng là tiếc cho bên phía của Team Secret rồi. Nói chung là mấy cái này phải tập anh em ơi, phải định hướng, phải xác định là mình đã có lợi thế rồi thì mình phải làm gì ở trong game á, macro như thế nào. Cái này là thế thắng nha, còn cái thế thua mới khó đánh. Cái này là Linh đang nói là Team Secret vừa rồi là họ đùa kêu dưới bot họ thắng. Đánh theo cái kiểu thế thắng thì nó dễ. Gọi là dễ thì cũng không phải là hẳn. Nhưng mà anh em thấy là bên phía của Team Secret đánh đâu có đánh mục tiêu đâu. Đâu có đánh mục tiêu đâu. Đâu có đánh kiểu dạng thăm minh mục tiêu đâu. Cái này là đang nói trên cái câu chuyện là cái thế thắng là mình đã có lợi thế rồi. Còn đánh trên thế thua nó mới khó. Kiểu dạng mình đang gặp bất lợi đó, xong rồi mình phải đánh như thế nào để mà đối phương không lăn được cầu tuyết á. Cái thế thua nó khó lắm anh em ơi. Thế thua mình đâu phải là người, mình đâu phải là người quá chủ động đâu. Mình sẽ chủ động ở trong cái một vài những cái tình huống. Chứ mà đối phương thắng thì đối phương được chủ động. Đánh thế thua nó mới khó.